Rồi, hello my friend nha. Đức lại cập nhật tất tần tật về con Challenger đăng ký 2018, đăng ký 2019, đợi 2018, biển thành phố một chủ từ đầu 51G96828, biển số rất đẹp, một chủ nha. Pháp lý thì cực kỳ minh bạch rồi, ủy quyền hay công chứng mua bán đều được. 2.5 máy dầu số sàn, coi đèn trước nè, đó đèn trước còn rất sáng choang ha, thì đời cao mà. Đăng ký lần đầu 2019, đây là đời cuối cùng của dòng này rồi nha anh em. Đó, logo còn rất đẹp nè, không bị ố nè, thanh mạ chrome sáng bóng ha. Đèn bên này cũng rất đẹp, đèn sương mù cũng còn rất đẹp, biển số thì quá đẹp rồi, lộc phát, nhị phát, cũ. Ai mua kinh doanh mà ở thành phố thì con này hết thuốc ha. Tao đi tổng thể trước đi, rồi mình đi từng chi tiết. Đây thì mình cũng chưa kiếm được cái chập mâm nữa nha, cho nên đó là từ từ đi, bốn vỏ thì theo xe nha. Bridgestone mua về chỉ biết chạy thôi, ô đô 68.000. Gương chiếu hậu thì cùng màu với thân xe, có tích hợp đèn xi nhan, gầm cao bánh lớn, có trang bị thêm bệ bước nha. Đó, trang bị thêm bệ bước. Phản sáng gầm xe con này thì 219, gần 220 nha anh em, cũng rất cao nha. Đây mình đang đứng ở trên lề đó, đây cái vỏ sau đó, tổng thể để xa xa ra cho anh em coi nè. Đó, đây là cái đuôi sau, đèn sau thì cũng còn rất đẹp, mình thích nhất cái biển số đẹp kia, bộ chữ còn nguyên nha. Duramax diesel ha, máy dầu Challenger. Đây, đèn phanh trên cao đầy đủ. Đó, đi vô phần sau trước đi. Rồi, cấp thì có ben, hai ben phía sau này, ốc ghế cầm rim nha, keo chỉ không thiếu tất nào nha anh em. Đây trang bị thêm cái camera hành trình sau ha. Đây, keo chỉ không thiếu tất nào. Đây mình quay tất tật về cái xe này luôn cho anh em, sẵn review luôn cái thông số kỹ thuật cho nó luôn ha. Rồi ghế, một ghế sau mới bữa mình đã vệ sinh lại rồi cho nên nó mới tinh nha. Đó, từ để sau thì mình thích thì mình kéo lên thôi. Ba dàn lạnh đầy đủ ha, ba cửa gió lạnh đầy đủ. Phía sau thì có thêm cái hộc đựng nước nè, giá đề cốc hai bên nè, tiện lợi nè. Nhưng mà cái khoang ghế sau này thì ngồi nó cũng không có thoải mái lắm nha. Thật ra những dòng xe Việt Nam như là Fortuner, Ford Everest thì cũng vậy thôi, hai cái ghế sau cùng ngồi không thoải mái, thích thì mình gập lại thôi để mình để đồ ha, bằng. Với lại ghế trước cũng gặp bằng được luôn để mình để đồ. Đó, rồi quay luôn cái bánh sơ cua. Sơ cua đây cũng còn mới nè, chai gấp đầy đủ. Gầm thì con này khỏi bàn rồi, gầm mấy con này gầm thì chắc nghịch rồi. Phản sáng gầm xe thì gần 220, gầm cao bánh lớn. Đó, và cái đặc điểm nó quan trọng nữa là con này lên được 4 tháng đĩa rồi nha, 4 tháng đĩa nè. Những cái con đời trước á thì nó chỉ có trước đĩa sau đùm nha. Đây mình nhớ không lầm thì đâu cuối 2017 thì nó sẽ lên luôn 4 đĩa cho mình ha. Cho nên các bạn lên mà sạch thông số thì nó sẽ bị lệch là trước đĩa sau đùm. Con này là 4 tháng đĩa hết rồi nha. Đây, lỡ sẵn quay luôn góc bên này luôn đi cho anh em. Từng cái cửa một đi. Đó, cửa còn zin nha. Cửa trước bên phụ tài còn zin. Đây, ốc ít còn nguyên zin hết. Xe nhập Thái nha anh em. Đây, keo chỉ không thiếu một tấc. Lột luôn cảm giác anh coi nè, đó thấy không? Không thiếu một tấc. Cửa thì đó, các bạn mở ra thì nó sẽ tự động nó kéo xuống nè, để nó giảm áp lực khi mà đóng cửa lại thì nó nhẹ nhàng hơn ha. Đóng cửa lại tự động nó lên. Đó. Cửa sau bên phụ tài nha. Đây, từng ốc một đi. Rồi, chốt lại cửa sau phụ tài cũng chưa đụng chạm nha anh em. Đây. Keo chỉ không thiếu tất nào. Quay lên đây luôn. Thường thường ở chỗ đây bị lỗi thì nó sẽ dán lại nha anh em. Đó, sẽ dán lại. Cái sau thì mình quay rồi, không quay lại nữa nha. À, mình thích cho cái biển số đẹp quá. 4, 5 vỏ theo xe.
năm cửa chưa ra. Đây. Đây. Hay là để chỉnh cái gió lạnh ở phía sau nha. Ở phía trước ta có cái công tắc để mình chỉnh cho cái dàn lạnh sau ha. Cửa gió sau đều đủ nha. Của ba hàng ghế đều đầy đủ ha, ghế thêm bữa mình đã có nói với bạn rồi. Mình đã cho vệ sinh lại. Còn mấy cái trần ha, cái trần này mới tinh rồi nha. Không bàn cãi nữa. Mua về chỉ cái việc chạy thôi. Ai thích mà chạy dịch vụ á, mua về chỉ cái bọc ni lông lại thôi. Dây an toàn 3 điểm. Dây an toàn hàng ghế sau có chỗ cài cho ghế trẻ em nè. Đây, chỗ cài cho ghế trẻ em đầy đủ nha. Ai thích về sạch sẽ thì lên thêm bộ cái da nữa thôi. Là đẹp long lanh rồi. Xe đã trang bị thêm được cái lót sàn với chắn phim. Đó, cửa là mình đã quay lần nữa nha. Keo chỉ nè. Của cửa sau bên tài. Đó hả? Đầy đủ. Xe thì đặc biệt mình có sao thì mình quay vậy thôi. Từ lúc mà về đã làm gì rồi mình có cho mấy bạn ấy hết rồi nha. Đây. Đầy đủ ha. Đó, ghế của cửa. Ốp cửa. Xe nhập Thái Lan. Nhập khẩu Thái Lan. Rồi, vô trong nào. Để coi em này có cái gì. Đó, cửa thì thục thà. Đóng cửa mình sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng hơn ha. Máy đang nổ rồi nha. Để mình tắt cái đài lại. Đây, odo 68.000. Gần hết dầu rồi cho nên nó đang báo ha. Để hồi mình thích thì mình reset lại. Reset cái xe này thì mình nhớ là nếu mà mấy bạn muốn mà nó reset cái bảo chế độ bảo dưỡng nó cũng dễ thôi nha. Mấy bạn hình như là tắt chìa khóa, vặn hết rồi dậm ga, không nổ máy nha. Và bật hết công tắc thì nó sẽ reset thôi. Đây cửa, có cái đây là khóa kính. Bốn cửa điện, bấm, bốn kính bấm, khóa cửa trung tâm. Gương chiếu hậu thì chỉnh điện. Đây là hệ thống đèn. Đây đèn, độ sáng, độ cao của đèn pha. Còn cái nút này thì để chỉnh độ sáng của cái đèn táp lô. Ha. Này là đèn sương mù trước. Con này là đèn sương mù sau. Đầy đủ. Qua đây có gì đây? Đây mình thấy mấy cái vô lăng không? Mới, thiệt là mới luôn. Chưa thầy đó không? Đó là vô lăng quan trọng nhất các bạn coi xe cũ lại đây, mấy cái chỗ này. Thường thường ở đây thì có thể là xài cái ốp vô lăng, nhưng mà những cái chỗ này nó sẽ mòn ha, các bạn thấy không, vân gai còn đầy đủ đó, chứng tỏ cái xe còn rất chất đó, thấy không. Airbag, hai airbag ở giữa màn hình là một cái màn hình trung tâm Mylin 7 inch, thì nó thua cái dòng hai cầu tự động là màn hình kia là 8 inch, này 7 inch nha. Có kết nối Apple CarPlay Android Auto ha, bằng cáp, hoặc là nghe nhạc qua Bluetooth, đàm thoại đánh tay thì đều được ha. Đây, 4 cấp độ gió, chế độ lạnh, chế độ sưởi, gió trong, gió ngoài, các cái gió. Xuống đây thì hộp số sàn 6 cấp, đây, số sàn 6 cấp, cái ghế da cũng còn rất đẹp nha. Nếu mà ai xài nhiều thì cái da nó sẽ mòn lỉnh, nhưng mà cái da này vẫn còn da zin nha. Em tháo không dây thun luôn, nhìn đó, nó kỳ quá. Rồi. Cái hộp để tay thì nó là bằng da. Trong đây thì có cổng AUX với lại USB nha anh em, có thể sạc được ha. Còn đây mở cái máy lạnh ở đằng sau là rear nè. Đó, thì đằng sau máy lạnh nó sẽ hoạt động ha. Mình thích thì mình chỉnh gió nhỏ lại. Rồi, cái trần thì như đã hứa thì mình đã vệ sinh rồi nha. Long lanh luôn ha, mới tin. Bộ ghế này nỉ zin theo xe vẫn còn. Rồi để coi ở đây còn cái gì nữa không? Xe này trang bị 4 loa ha anh em. 4 loa ha. Màn hình hiển thị đa thông tin. Tới hồi mình reset. Để mình reset thử coi. Rồi xong. Được không? Sẵn hướng dẫn với bạn luôn. Rồi xong, thấy không? Ủa chưa được nữa hả? Rồi được rồi. Đó, mấy bạn muốn reset cái con này, mấy bạn muốn reset chế độ bảo dưỡng thì dễ ờm mà. Thấy không? Thì chỉ cần tắt chìa khóa, dậm ga và bật hết chìa khóa, giữ trong vòng 2 giây thì tự động sẽ reset cái chế độ bảo dưỡng nha.
từ đây nó có màn hình hiển thị ra thông tin ở giữa nè, lít trên 100 cây à, có 6 lít thôi, thời giờ đổ xăng đó, speed, cái này là đồng hồ điện tử có thể báo km trên giờ, rồi các bạn lắc thôi. Còn thích vô menu chỉnh tiếp thì nó có chế độ nè, engine nè, chỉnh nè, eco nè, để đây mình để mình canh cái vòng tua làm sao đó để cho nó tiết kiệm nhiên liệu nhất nha, đầy đủ ha. Này báo thắng tay thôi, 4 đồng hồ bình thường, vòng tua, xăng, nước làm mát và km trên giờ. Đó, mình review hết luôn rồi. Đây là chỉ là cái cổng hai cổng sạc phía trước 12V, đằng sau cũng có trang bị thêm cái camera hành trình nè, trước sau luôn nha. Thì ở đây nó sẽ có ghi hình nè, đó, bấm vô nó cảm ứng nha. Đó, cái này là đó, camera nét lắm, tại vì này mình quay cho nên nó bị chói á. Rồi đây có hai camera trước sau đó. Rồi, mình sẽ chọn camera trước hoặc camera sau nè. Camera trước đó hay nét không, rất nét. Này là cái giá để kính thôi, không có gì. Đây tấm chắn ngắn có gương, rồi có đèn không, không có đèn. Bên này tấm chắn ngắn có gương ha, không còn mới tinh nè. Cái này là để chỉnh đèn khi mở cửa nè, còn đây là đèn đọc bản đồ ha, hoạt động tốt. Nói chung là mình đã thử hết rồi, rồi xe cũng còn mới tinh nè. Cọc lái thì gật gù lên xuống ha, hai hướng, thích thì khóa lại thôi, xong. Đây tổng thể trong xe nó chỉ có vậy thôi, hoàn hảo, hộp đựng đồ không có gì hết, gầm cao bánh lớn, giá chỉ 590 triệu, máy lạnh thì phò phà rồi. Rồi xong, mình dùm đi mở cái nắp capo lên cho mấy bạn coi trước luôn đi. Rồi đây giờ chủ tịch mở dùm cái capo lên để mình coi cái thân máy nha. Rồi động cơ, giới thiệu sơ cái động cơ này nha, động cơ 2.5 turbo ha, 161 mã lực ở vòng quay khoảng 3.800. Máy móc thì mình bao còn nguyên zin, nguyên bản nha, từ cái máy từ ốc một chưa động chạm gì hết thôi, khung xương mới tinh nha. Các bạn thường các bạn coi xe cũ hay mới, các bạn coi khung xương này cũng là một phần này đó, ốc ép chưa đụng nè. Đây những bếp còn tròn do ha, đây những cái lỗ này không thể làm giả được nha, còn chỉnh ha. Đây, két nước còn nguyên zin luôn nha, chưa động chạm gì luôn đó. Tuy nhiên là mình lúc mình coi thì mình thấy cabo này nè là nó có ra rồi nè, các bạn thấy ốc nó bị ấy đâu, nhưng mà hỏi kỹ là cái lịch sử thì chỉ có lấy ra để sơn tút lại phía trên này thôi nha, còn keo chỉ không đụng nha, keo chỉ đây không đụng, những ốc này vẫn còn do đó, thì chứng tỏ là không bị cấn ở phía đầu xe nha, nên mấy bạn cứ yên tâm, mình đã kiểm tra rất kỹ rồi ha. Đây thấy không, còn tầm do ốc trên này thì còn nguyên, ốc ABS còn nguyên, ốc này cũng còn nguyên ha. Mình thích cái xương này nè, cái xương này mà còn mới là chứng tỏ chất lượng xe nó cũng rất ổn, và xe thì 2019 mà, cho nên còn rất mới, đăng ký lần đầu 2019 đó, thấy không, ốc cũng có hộp Boe còn nguyên, ốc ABS còn nguyên đó. Tất cả các ốc này còn zin hết nha, chưa có bị lai cái loại nào đó, ở bên trong máy còn zin. Quay kỹ cho các bạn luôn, máy đang nổ nha, các bạn thấy rất êm không, cái dầu mà nổ rất êm và rất là tròn máy nha. Đó, quay chi tiết cho các bạn coi được đó, thấy không, tất cả ốc đẹp như một chạm này, mà ai mua và chạy dịch vụ thì hết thuốc nha, rẻ hơn Fortuner mà cùng đời tới 200 triệu hơn, biết chạy dần đảo được 200 triệu, cho nên đó là lấy con này là tuyệt vời rồi, và mình giá rẻ rất là dễ thương cho một con đời cuối nha, đời cuối của dòng Challenger này, biển số cực đẹp luôn, chỉ có 590 triệu thôi, 4 vỏ 5 vỏ theo xe, 4 tháng đĩa nha, đời trước nó chỉ có trước đĩa sau đùm, đời này luôn cái đời cuối 2017 là bắt đầu lên được 4 tháng đĩa nè, 4 đĩa luôn nha, đó rất tuyệt vời, rất an toàn rồi, mình thích thì cho bạn coi lại đây cái gầm lần nữa nè, quay cho gầm, gầm nguyên bản. Ánh sáng dòng xe tới 220 ha, cao hơn cả Fortuner luôn đó.
gầm cao bánh lớn, giá quá dễ thương, 590 triệu. Rồi mình quay về chi tiết kể cả thông số kỹ thuật rồi. Cảm ơn quý khách hàng luôn ủng hộ kênh mua bán Yuska nha. Ai cần thì liên hệ với Đức qua số điện thoại 0986787887 ha. Giá lần cuối là 590 triệu nha anh em. Anh em nào mà nhanh gọn lẹ thì mình có thể hỗ trợ nha. Trong cái mùa dịch thì mình có thể hỗ trợ thêm để anh em vui vẻ ha. Xe thì mình cam kết là bao đâm đụng và ngập nước. Thích thì ký bằng bản thì mình ký. Xe thì chính chủ, có thể là ủy quyền hoặc là mua bán đều được, tùy anh em chọn nha. 51G96828. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha, chúc anh em sức khỏe. Ai mà không nghe kịp số điện thoại thì vô phần mô tả của mình nha, mô tả về cái xe này là mình sẽ có để số điện thoại. Coi xe tại Gò Vấp nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha.